Tại tỉnh Đắk Lắk chỉ vì bực tức khi mà không lấy được SIM vì điện thoại đã mang đi cầm cố, Nguyễn Duy Trung, 38 tuổi, đã dùng dao đâm một người đàn ông khiến cho nạn nhân mù mắt, chấn thương sọ não. Được biết, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Duy Trung, ngụ tại địa phương để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, Trung có gắn SIM điện thoại của mình vào điện thoại em trai để gọi nhờ. Người em do thiếu tiền nên đã cầm cố điện thoại đó cho một người đàn ông tên Định chưa rõ lai lịch mà quên tháo SIM ra. Sau đó, chiếc điện thoại này được đưa cho ông T, 47 tuổi, cầm giữ, nhưng ông này không chịu trả lại SIM. Chiều 19 tháng 4, Trung đến nhà ông T để đòi SIM. Hai bên mâu thuẫn, ông T đánh nhiều cái vào người Trung. Trong cơn nóng giận, Trung rút dao, mang theo đâm vào mắt trái của ông T, khiến nạn nhân mù mắt, chấn thương sọ não. Theo kết luận giám định, nạn nhân bị thương tích 44%.